xin chào các anh em gần xa. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, chạy máy nổ Hoàng Dân. Chúng em xin giới thiệu mấy anh em một con máy EG65 nghĩa địa, hàng 7 nghĩa địa luôn, nhập về luôn. Zin còn zin luôn, từ trong ra ngoài. Bây giờ máy này thì nói chung là em chưa có test nổ rửa gái gì hết. Bây giờ em đang chuẩn bị rửa gái đây. Đó, test rửa và cho nổ. Rất là đẹp anh em ơi, máy đẹp. Cái đề mà nó còn vậy là đẹp lắm. Đó. Em cho nổ nha. Thế, bắt đầu em rửa gái đi. Phụ ơi, phụ ơi. Dạ,
cái tới cái khâu là test nổi nha anh em. Mà cái máy hồi nãy mình rửa chưa rửa
nào mà có vài triệu thôi thì bên em mà sắm cái máy này về thì so với cái máy khác thì nó công suất mạnh nè, đó, bơm nước chạy xuồng cứ gãy gì đó vân vân. Bốn quá ngon này mày. Đó. Ở đây em có thợ, đây là thợ Nít Tấn nha. Em này đó là chuyên về sửa máy một máy luôn, máy xăng máy dầu á. Mấy anh em nào mà có máy nhà mà có trục trặc hư hao vậy á, có cái gì mà điện thoại này em tư vấn cho, em chỉ cho cách tháo chỉnh sửa mấy anh em làm, khỏi phải mấy anh em phải đi đâu xa mà tốn tiền thợ tiền thầy vậy chứ. Em hướng ra đây tụi em hướng dẫn tận tình cho mấy anh em luôn, gần xa luôn. Ở video này, của em đến đây là kết thúc anh em, để em hồi nữa em quay cái video tiếp theo. Máy AGT Kuta. Xin chào tạm biệt mấy anh em.